Các bạn đang nghe truyện ngẫu nhiên bày quầy bán hàng khách hàng đuổi theo tôi 10 con phố trên kênh TV Audio CV. Chương 883, cái thứ không tiền đồ này là chó của anh à? Cũng không biết cơm nắm đi đến đất khách quê người có thể thích ứng không? Chắc là chơi khá vui vẻ, trang viên lớn có thể cho nó nhảy nhót vui vẻ khắp nơi. Nếu thích ứng hoàn cảnh nước ngoài, ngày mai có thể dẫn cơm nắm ra ngoài cùng nhau bày quầy hàng dựa theo yêu cầu mỗi ngày kế tiếp ít nhất phải bán 200 phần, thời gian bày quầy hàng cũng không ngắn, dẫn theo cơm nắm không đến mức nhàm chán. Thấy kêu chó không đi, chủ nhân chú chó vẫn có cách. Anh ta lại mua một phần đậu phụ thối, cầm trong tay giống như củ cải treo phía trước chú chó, đi một đoạn đút một miếng, cứ như vậy lúc sắp đến cửa nhà, một phần đậu phụ thối vừa vặn ăn xong. Chủ nhân chú chó kéo nó vào cửa nhà, mới thở vào, xem như về đến nhà rồi. Thật sự là vui vẻ dẫn ra ngoài, thiếu chút nữa không dẫn về được. "Ồ, Charlie của chúng ta về rồi, mau để Mami xem thử." Mẹ của chủ nhân chú chó nghe thấy tiếng kêu của chú chó, từ phòng khách lập tức chạy ra. Giống như bình thường, lao tới chuẩn bị ôm chú chó hôn nhẹ. Sau đó bà đi đến trước mặt, bị mùi tản ra trên người Charlie ép ngừng lại, bịt chặt mũi, phanh gấp. "Ôi trời ạ, à, con dẫn Charlie đi ăn phân à?" sao thối thế chủ nhân chú chó nghe lời nói của mẹ anh ta khiến sắc mặt cứng ngắc thiếu chút nửa mắt trợn trắng nó cứ muốn đi ăn một món ăn hoa quất rất thối không ăn được thì không đi mùi trên người chính là mùi thối của món ăn đó chủ nhân chú chó dứt lời lại giống như ngửi thấy mùi vị đó mùi vị quá nặng con phải đi tắm rửa đã nói xong anh ta vứt lại cha ly mà bỏ chạy để lại mẹ của anh ta và Charlie mắt to trừng mắt nhỏ. Bảo bối, chúng ta cũng đi đánh răng tắm rửa nhé. Mẹ của chủ nhân chú chó không biết từ đâu tìm được cái mặt nạ phòng độc, dẫn chú chó vào phòng tắm bắt đầu mạnh tay chà rửa. Mùi đậu phụ thối hung quá lâu, trên bộ lông của Charlie đều dính đầy mùi thối. Sau khi ngăn được mùi thối mẹ của chủ nhân chú chó mới dám ra tay. Bên kia, địa điểm nhiệm vụ Lâm Chu nhìn càng ngày càng nhiều người Hoa quốc bị mùi thối thu hút chạy tới, cũng khá kinh ngạc. Tại sao ở nước ngoài khắp nơi đều là người nước bọn họ vậy, chỉ một lúc lại đến hơn 10 khách hàng trong nước đều đang xếp hàng. Lâm Chu vẫn đang chiên đậu phụ thối. Thấy mấy khách hàng trước mắt nhìn cậu như nhìn người thân, khóe miệng co giật. Tại sao những người Hoa kiều ở nước ngoài, cảm xúc của ai nấy cũng? Ừm. Lâm Chu nhìn những khách hàng trước mắt ôm nhau khóc ánh mắt mê mang, dường như không thể hiểu nổi tình cảm dạt giàu của bọn họ. Cao tiễn ngư bên cạnh đã ăn no bụng, không thể động đậy. Trước mặt cậu ta chồng chất bác dùng một lần như cái núi nhỏ, có thể thấy cậu ta ăn bao nhiêu bát. Trình độ điên cuồng này, Lâm Chu nhìn mà sợ hãi. Vị ngon của đậu phụ thối chỉ có người trong nước có thể ngửi được hương vị có thể hiểu được. Bọn họ vừa kích động kêu oa oa, vừa trầm mê hít mùi vị này. Mùi vị này chính là mùi vị quê hương khiến tôi bị mê hoặc đó. Lúc nhỏ tôi thích ăn đậu phụ thối nhất, ven đường nếu chỗ nào có bán đậu phụ thối, cách một con phố tôi cũng ngửi được, nên cực kỳ yêu thích mùi vị này. Tôi thật sự khóc chết, đã lâu không ăn đậu phụ thối rồi. Lần trước tôi ăn vẫn là thời học cấp 3, đại học thì ra nước ngoài, rất nhiều năm chưa được ăn. Thơm, thơm quá, thật hâm mộ người trong nước có thể ăn được mấy món ăn vặt này bất kỳ lúc nào. Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy đậu phụ thối này ăn ngon đến khóc, còn ngon hơn món ăn vặt trong nước. Cao Tiễn Ngư nghe nói như thế, cũng gật đầu. Nếu không phải ngon thật, cậu ta cũng sẽ không ăn đậu phụ thối đến no. Không phải là ảo giác, tôi lớn tới chừng này cũng chưa từng ăn đậu phụ thối ngon như thế, không chỉ thối còn thơm, hơn nữa còn có vị tươi, cho nên đây cũng không phải đậu phụ thối lúc nhỏ tôi từng ăn bên đường cũng không biết ông chủ làm như thế nào cao tiễn ngư vuốt bụng vẻ mặt tán thưởng nhìn lâm chu khen khách hàng bên cạnh nghe nói như thế đôi mắt sáng rực lập tức vẻ mặt khẩn cầu nhìn lâm chu hỏi ông chủ anh có thể dạy bọn tôi không chúng tôi ở nước ngoài muốn ăn cũng không ăn được món ăn vặt trong nước quá thèm chúng tôi sẽ không lấy đi buôn bán chỉ muốn tự mình làm ăn đỡ thèm thôi Lâm Chu nghe bọn họ nói, biết bọn họ không có suy nghĩ khác. Dù sao nhà ai nhìn thấy đậu phụ thối lại thèm đến khóc. Còn không chỉ một người khóc. Nhưng đậu phụ thối này thật đúng là cần chút kỹ thuật, người bình thường không làm được. Đầu tiên, đậu phụ này là tự tôi làm, đậu phụ xây cối đá thủ công truyền thống, dùng nước là nước suối vận chuyển đường hàng không từ trong nước qua, làm xong đậu phụ, lại kết hợp với nước kho tổ truyền, ngâm lên men thành đậu phụ thối. Lâm Chu còn chưa nói xong, một đám người đã từ bỏ. Ánh mắt nhìn Lâm Chu cũng có thay đổi. Từ thật, vốn tưởng rằng đến nước ngoài bày quầy hàng ven đường, cũng đã rất hiếm lạ rồi. Không ngờ một phần đậu phụ thối nho nhỏ này lại tiêu phí nhiều như thế. Không chỉ tiêu phí trên nguyên liệu nấu ăn, còn phí công sức, nhà ai làm đậu phụ thối bắt đầu từ xay đậu chứ, điều này khiến bọn họ muốn làm lại cũng không cách nào làm. Ông chủ, chi phí này của anh lớn ghê đó chỉ bán 10 đô một phần. Còn ngon như vậy, đám hoa kiều này ai nấy cũng chưa ăn đậu phụ thối ngon như thế ở trong nước, không ngờ ở nước ngoài lại ăn được, trong lúc nhất thời hạnh phúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng tạm. Lâm Chu suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói, đều là sản nghiệp nhà mình, cũng không cần gì phí tổn cũng ở đó, bày quầy hàng có thể sử dụng đến, sẽ không tính là lãng phí mấy khách hàng thấy ông chủ phản ứng cũng biết đây không phải người thiếu tiền quán ven đường thiếu tiền thật sự sẽ không thể vận nguyên liệu bằng đường hàng không rắc rối như thế chỉ vì làm đậu phụ thối đi bày hàng vỉa hè phỏng chừng là ông chủ muốn trải nghiệm cuộc sống cảm nhận một chút việc ở nước ngoài bán đậu phụ thối cho người nước ngoài là trải nghiệm thế nào dù sao thấy người nước ngoài vẻ mặt ghét bỏ ăn đậu phụ thối sau đó dáng vẻ thích thú cũng khá thú vị đậu phụ thối này chỉ cần bóp mũi không ngửi được mùi ăn cũng thật sự rất ngon không ngon cũng sẽ không từ đặc sản địa phương trở thành món ăn vặt chợ đêm thống nhất cả nước cho dù đi đến thành phố nào chợ đêm nào dù sao chắc chắn sẽ có đậu phụ thối hiện tại ngay cả nước ngoài cũng có nếu sau này mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể ăn được đủ loại món ngon của hoa quốc thì tốt trước kia không dám nghĩ hiện tại ăn được đậu phụ thối liền dám nghĩ Lâm Chu sách theo hai thùng đậu phụ thối, được sự ủng hộ của mấy hoa kiều, lại không đủ ăn. Một đám người ăn hết phần này tới phần khác, cảm giác không ăn đủ sẽ không thôi. Mười người đã ăn hết đậu phụ thối trên quầy hàng của cậu. Tuy cậu từng nghĩ tới cảnh tượng này. Lúc nhìn thấy nhiệm vụ Lâm Chu cũng tính toán như vậy. Đậu phụ thối bán cho người nước ngoài không dễ, nhưng bán cho những hoa kiều thì khá dễ. Hiện tại quả thật như thế hôm nay có thể viên mãn bán xong đậu phụ thối, đều nhờ có người Hoa Kiều có mặt khắp nơi này, ông chủ, ngày mai anh bày quầy lúc mấy giờ vậy, tôi dẫn bạn bè của tôi cùng đến. Đúng đúng đúng, tôi còn chưa ăn đủ đâu, ông chủ anh nhất định phải tới đó. Một đám người ăn xong đậu phụ thối, cũng không nở đi. Kiểu ở nơi đất khách gặp đồng hương, còn là đồng hương biết làm món ăn vặt truyền thống, tất cả mọi người hận không thể không thêm phương thức liên hệ, xin ăn chỉ là hình như ông chủ hơi lạnh lùng không nói nhiều lắm ông chủ có thể thêm phương thức liên hệ không lần sau còn tìm anh mua đậu phụ thối nếu như ông chủ quán ven đường bình thường gặp được khách hàng chủ động muốn phương thức liên hệ đều khá vui vẻ khách hàng như vậy nhiều kéo vào nhóm khách hàng sẽ có một nhóm khách hàng cố định nhưng lâm chu không có nhu cầu này khách hàng quá nhiều nếu đều thêm phương thức liên hệ sợ rằng mỗi ngày vừa mở di động ra chính là mấy khách hàng hỏi cậu mấy giờ bày quầy hàng vậy còn có tự do gì đâu nếu chỉ thêm một vài người trong đó thì không công bằng khẳng định sẽ có người làm ầm ĩ nói tại sao thêm người khác thì được thêm anh ta thì không được cho nên ngay từ đầu lâm chu bày quầy hàng đã ngăn chặn khả năng chuyện này xảy ra thật xin lỗi tôi không thường bày quầy hàng chỉ là sở thích cá nhân lâm chu thống nhất trả lời nhưng những lời này thật sự là lời đã kích mang tính hủy diệt đối với những hoa kiều. Xem đi nói kiểu gì thế, bọn họ vất vả lắm mới gặp được đồng hương bán đậu phụ thối, mọi người sâu sắc bày ra cái gì gọi là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt lưng tròng. Đang vui mừng vì ở nước ngoài cũng có thể ăn được món ăn vặt hoa quốc. Không nghĩ tới ông chủ lại không phải là người bày quầy hàng chính thức. Điều này sao không khiến bọn họ tan nát cõi lòng cho được bọn họ lập tức bắt đầu bi thương khóc lóc kể lể trời ơi tại sao anh đối với tôi như thế chứ trước tiên cho tôi hy vọng lại khiến tôi tuyệt vọng lâm chu nhìn người đàn ông này khóc lóc kể lể có hình có dạng diễn xuất khoa trương quá mức còn rất gượng gạo nhất thời cảm thấy may mắn vì đeo khẩu trang cậu cũng không muốn vừa đến nước ngoài lại nổi tiếng tuần này tôi đều bày quầy hàng ở đây yên tâm yên tâm Lâm Chu thuần thục trấn an mọi người. Có kinh nghiệm chính là khác biệt. Mấy giờ vậy ông chủ, tôi đến sớm chờ anh. Lâm Chu suy nghĩ một chút, chốt thời gian 3 giờ chiều. Giờ này buôn bán tốt, vừa vặn là thời gian buổi trà chiều. Ok ok ông chủ, ngày mai anh nhất định phải tới đó, tôi chờ anh. Lâm Chu gật đầu, lập tức dọn quầy đi mất. Để lại một đám khách hàng đỡ bụng hiếm khi ăn được đậu phụ thối một lần, mọi người căn bản không khống chế được bản thân. Ai nấy ăn đến bụng tròn vo. Nhìn bóng dáng ông chủ rời đi, rơi vào trong cảm khái vô hạn. Nào nào nào, gặp nhau chính là duyên phận, đều ở nước ngoài, mọi người lưu phương thức liên hệ, cũng có thể chăm lo cho nhau. Cao Tiễn Ngư là người đầu tiên đến, ăn đến cuối cùng vẫn còn ở đây, có thể thấy túi tiền của cậu ta phồng to như cái bụng lúc này đang mở rộng nhân mạch ở nước ngoài nhiều bạn bè nhiều đường lỡ như hữu dụng thì sao đúng không những người còn lại cũng nghĩ như vậy vì thế trong nháy mắt những người này đã thêm bạn tốt còn tổ chức một nhóm chắc ngày mai mọi người vẫn đến ăn đậu phụ thối chứ đến lúc đó nếu dẫn nhiều người thì nói một chút trong nhóm tôi đến trước chờ không thích xếp hàng tôi cũng vậy tôi cũng vậy chắc tôi sẽ dẫn bạn thân đến chờ tôi trở về hỏi thử xem bao nhiêu người rảnh đến lúc đó nói với các anh trong nhóm được mọi người trò chuyện một lát liền tự giải tán cao tiễn ngư ôm bụng trở về ký túc xá liền nhìn thấy bạn cùng phòng không biết đã trở về từ lúc nào ủa mày về hồi nào thế tao còn tưởng là hai ngày nữa mày mới về cậu ta vừa nói mùi đậu phụ thối nồng đậm trên người nhẹ nhàng tản ra mày ở sau lưng tao ăn món ngon gì bạn cùng phòng ngửi được mùi vị này ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên từng bước bước đến gần cao tiễn ngư lúc này cao tiễn ngư mới nhớ tới hình như bản thân ăn đậu phụ thối không nói với cậu ta đều là người hoa quốc không cần nghĩ cũng biết mọi người đều nhớ nhung đậu phụ thối như nhau cao tiễn ngư theo bản năng phủ nhận chuyện bản thân ăn đậu phụ thối hả đâu có ăn gì đâu bạn cùng phòng ngửi thấy mùi vị này cảm thấy cực kỳ quen thuộc mùi vị nồng như thế, còn có thể mang về, khẳng định không phải món ăn nước ngoài, hơi giống món ăn hoa quốc. Cao Tiễn Ngư vừa không chú ý, miệng đã bị bạn cùng phòng mở ra. Trong nháy mắt choáng váng cả người. Trong lòng không ngừng lặp lại đệt mở đệt mở thật sự là không thể ngờ được còn có hành động này. Mùi vị này. Đậu phụ thối. Được lắm, mày ở sau lưng tao ăn đậu phụ thối, còn là anh em tốt không hả? mày lại lén lút ăn đậu phụ thối sau lưng tao vốn cách khá xa mùi vị còn ngửi không rõ ràng lắm giờ vừa đến gần mùi vị trên người cao tiễn ngư thật sự không giấu được mùi thối của đậu phụ thối mùi nước tỏi ớt để chấm mùi vị nồng đậm vừa mở miệng là có thể ngửi được kêu người ta muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được cao tiễn ngư không ngờ cậu ta còn có hành động này đầu tiên là chột dạ lại nghĩ đến cậu ta lại không biết đối phương trở về cái này không thể trách cậu được rõ ràng là mày về sớm lại không nói với tao bằng không tao nhất định dẫn mày đi đúng không bạn cùng phòng nhìn cao tiễn ngư ăn đậu phụ thối giống như trở nên thông minh hơn ánh mắt nhíu lại thằng nhóc này không thành thật gì cả nói mau ăn ở đâu bây giờ còn không giờ không phải lúc chú ý những chuyện khác phải hỏi rõ ràng đậu phụ thối ở đâu trước mới là trọng điểm ở chỗ tháp hết bang hôm nay thì hết rồi chiều ngày mai chúng ta cùng đi gì chỗ tháp hết bang có bán đậu phụ thối á sao tao không biết chắc là mới đến bày quầy hàng đó ông chủ là người hoa quốc tay nghề cực kỳ tốt cao tiễn ngư nói còn chưa đủ đã bắt đầu miêu tả mùi vị của đậu phụ thối khiến bạn cùng phòng thèm không chịu nổi vốn cậu ta không ăn được không ai nhắc còn đỡ kết quả người này cứ nói mãi ở trước mặt cậu ta cũng rất đau khổ ngừng tao biết đậu phụ thối rất ngon mày đừng nói nữa nói nữa tao đói sẽ gặm người đó nhất là trên người của thằng nhóc này còn có mùi vị đậu phụ thối chết tiệt mà ngày hôm sau sáng sớm lâm chu thức dậy trong rừng cây trang viên hít thở không khí tươi mới trang viên ở nước ngoài rộng lớn rừng cây dòng suối nhỏ đều có hoàn cảnh cực kỳ tốt kỹ thuật làm vườn của chú tôn cũng có đất dụng vỏ cơm nắm cũng vui mừng nhảy cẩn lên nó không cần buộc dây thừng chạy nhảy khắp nơi nơi này không nuôi ngựa cũng lãng phí lâm chu tản bộ xong trở về dự định kêu chú tôn đi mua ngựa không thể lãng phí nơi này đất trống bãi cỏ ngựa chạy chắc sẽ rất thú vị về đến nhà ăn chú tôn đã chuẩn bị xong bữa sáng vẫn là đồ ăn trung quốc cơm tây ít chủng loại nhiều nhất là làm đẹp đặt lên bàn. Chủ yếu món chính vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Hôm nay chú Tôn chuẩn bị bữa sáng kiểu Quảng Đông, bánh cuốn, bánh bao tôm gì đó đều có, bày đầy một bàn, mọi người ngồi cùng nhau chậm rãi ăn. Ông chủ, hôm nay vẫn là buổi chiều cậu đi bày quầy hàng à. Lâm Chu ăn cháo gật đầu, 2 giờ đi. Không ngờ người nước ngoài cũng thích ăn đậu phụ thối ha, vì thấy cháu đã bán hết toàn bộ đậu phụ thối của ngày hôm qua rồi lúc gì phương thu dọn xe bán hàng đã phát hiện tay nghề này của cậu chủ cho dù buôn bán ở đâu đều rất tốt chỉ là không ngờ người nước ngoài cũng thích ăn đậu phụ thối không phải đâu ạ à, ngày hôm qua chỉ có hai khách hàng là người nước ngoài còn lại đều là người hoa quốc suýt chút nữa gì quên mất ở nước ngoài cũng có rất nhiều người nước mình tính ra gì nhớ tới video trước đó từng lướt trúng nói trên toàn thế giới là một thành phố hoa quốc khổng lồ cho dù ở bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy người của nước chúng ta. Lâm Chu Đồng tình gật đầu, hình như là như vậy. Cậu bán đậu phụ thối, người Hoa Kiều ngửi được mùi tìm đến, còn khá đông. Có thể thấy người Hoa Kiều ở nước ngoài không ít. Vậy có cần tôi hỗ trợ không? Tiểu Lý vừa tới nước ngoài nên vẫn khá tò mò về nước ngoài. Ánh mắt sáng rực dáng vẻ muốn ra ngoài chơi, làm sao Lâm Chu không nhìn ra. Không cần anh muốn ra ngoài thì có thể đi cùng Đại Đông. Lần này Đại Đông cùng đến với vai trò phiên dịch, mỗi ngày có thể ăn được món ngon mà Lâm Chu làm, sự việc chuyển đến công ty. Các đồng nghiệp đều hâm mộ không thôi. Hai, có người đã lấy được chứng chỉ đầu bếp, vốn định xoa tay cố gắng biểu hiện trước mặt ông chủ một chút. Kết quả sau đó phát hiện ông chủ vốn không coi trọng cao ốc Tử Nguyên, căn bản còn chẳng đến cao ốc mọi người đoán chắc cao ốc tử nguyên chỉ là một tòa nhỏ trong phần lớn sản nghiệp của ông chủ thôi không đáng để nhắc tới cho nên mọi người muốn trở thành sai vặt của ông chủ cũng không có cách lên được vị trí đó chỉ có thể nhìn đại đông may mắn lộ mặt ở trước mặt ông chủ trước một bước ăn uống sung túc giám đốc hoàng gần đây có công việc gì cần ra nước ngoài không tôi có thể đi công tác biết ông chủ lâm ở nước ngoài tâm tư của mọi người cũng bay tới nước ngoài giám đốc hoàng yên lặng nhìn những công nhân muốn đi công tác nào cần nhân viên đi công tác trước kia khách hàng nhiều cần thường xuyên đi công tác hiện tại cả đoàn đội bọn họ đều phục vụ cho một mình ông chủ lâm hàng ngày trừ thu tiền thuê và giúp ông chủ xử lý sản nghiệp trên danh nghĩa hình như cũng không cần giúp đỡ gì mọi người trở về tay không chỉ có thể mở áp gọi đậu phụ thối đợi shipper tới nhìn ảnh chụp đậu phụ thối mà đại đông đăng trong nhóm hoàn toàn khác biệt mọi người thật sự sụp đổ nhìn không ngon bằng ông chủ lâm làm hu 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 mọi người nghĩ xem có cách gì có thể ăn được đậu phụ thối không thu mua đại đông kêu anh ta gửi cho chúng ta một chút cách này được đó nhắn tin cho anh ta vì thế đại đông ở nước ngoài đã nhận được tin nhắn Và các đồng nghiệp gửi tới còn có một loạt chỗ tốt tục ngữ nói rất hay có tiền có thể sai khiến quỷ ma cho nên ở trước mặt lợi ích khổng lồ Đại Đông hổ thẹn đồng ý, cùng lắm thì giảm bớt phần đậu phụ thối của anh ký gửi về. Trước khi ông chủ bày quầy sẽ chừa đậu phụ thối cho bọn họ. Chỉ sợ là đậu phụ thối của anh không rơi được vào trong miệng mình. Anh ta quay đầu đóng gói xong, mang trở về cùng với máy bay vận chuyển nguyên liệu rồi kêu các đồng nghiệp đến sân bay lấy là được. Còn chưa tới 2 giờ chiều. Mấy khách hàng ăn đậu phụ thối ngày hôm qua cũng đã đến trước tháp hết ban chờ. Một đám người tốt năm tốt ba ngồi xổm ven đường, trông không giống như đến du lịch cũng không giống đến check-in, nếu không phải ăn mặc ổn áp thì rất giống ăn xin. Một đám ngồi xổm ở đó, chân cũng không an phận, cứ rung mãi. Lúc thống kê cũng không nghe nói có nhiều người đến như thế. Không phải đến cùng với tôi, có lẽ là nhìn thấy tôi đăng trên vòng bạn bè, biết địa điểm. Nói đến chuyện này tôi cũng đăng trên vòng bạn bè, hiện tại có lẽ du học sinh trong vòng đều nhìn thấy vậy chẳng phải là nói một hồi còn có người đến à. Cao Tiễn Ngư nghe nói như thế khẽ nhíu mày, cậu ta quá biết các du học sinh trải qua cuộc sống như thế nào ở nước ngoài. Nếu biết có đậu phụ thối, ai có thể từ chối chứ, đến lúc đó khẳng định đều đến nếm thử. Mấy người này ngay cả ở đâu mở nhà hàng cũng lấy được tin tức, sau đó xếp hàng đi ăn. Tháng trước phố người Hoa mới mở một tiệm đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc, có người xếp hàng 2 tiếng để ăn, kết quả mùi vị kém xa trong nước. Chắc vậy đó, chủ yếu đậu phụ thối ở nước ngoài thật sự rất ít gặp, quầy đậu phụ thối ven đường chính tông như vậy càng chưa từng gặp. Một đám người bởi vì duyên phận ngày hôm qua điên cùng ăn đậu phụ thối, quan hệ đều đột nhiên tăng vọt. Lúc này vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ vừa đợi ông chủ bán đậu phụ thối tới. Sau đó nhìn thấy còn có người nước ngoài gia nhập trong đó, theo chân bọn họ cùng nhau xếp hàng ngồi chồng hổng. Chỉ là sự ngồi chồng hổng này hơi kỳ diệu. Vì vậy trời, còn có người nước ngoài đến chờ đậu phụ thối hả? Cao Tiễn Ngư biết e rằng đây là người nước ngoài ngày hôm qua cùng cậu ăn đậu phụ thối ở trước quầy hàng. Chỉ là ăn xong rồi đi, sau này bọn họ đến cũng không nhìn thấy nữa. Ngày hôm qua cũng có người nước ngoài ăn đậu phụ thối. Đậu phụ thối thối như vậy, còn có người nước ngoài dám ăn. Những hoa kiều này đều cực kỳ khó hiểu. Hoa kiều biết rõ thứ này là gì nhưng người nước ngoài chưa từng gặp, Ngửi thấy thứ thối như vậy, còn dám nếm thử, thật sự không hiểu nổi, sau khi Lâm Chu chuẩn bị xong đậu phụ thối, bèn ra ngoài bày quầy hàng. Mỗi ngày đều phải xay đậu sau đó làm đậu phụ, ngâm nước kho, làm thành đậu phụ thối, như vậy ngày kế mới có đậu phụ thối đi bày quầy hàng. Có ngày hôm qua buôn bán tốt làm bước đệm, Lâm Chu không chút lo lắng đậu phụ thối không bán ra được. Dựa theo kinh nghiệm bày quầy hàng trước kia, hôm nay khẳng định không ít khách hàng quen không cần lo lắng việc buôn bán không lo về buôn bán vậy nhiệm vụ càng không cần lo tới dưới tháp sắt lâm chu vốn muốn tùy tiện tìm vị trí dừng lại bày quầy hàng sau đó vừa đến phụ cận tháp sắt đã nhìn thấy đám khách hàng ngày hôm qua lâm chu yên lặng từ bỏ vị trí đã chọn lái xe bán hàng đến trước mặt đám người đó a à, đậu phụ thối đến rồi thật tốt quá tôi còn chưa ăn sáng lẫn ăn trưa chỉ chờ đậu phụ thối đó sao cái này không thối vậy đồ ngốc đậu phụ thối còn chưa lấy ra vị thối cũng chưa tràn ra anh đợi đi chờ ông chủ mở thùng đậu phụ thối ra anh có thể ngửi được bao thối khóe miệng lâm chu co giật lời này rơi vào trong lỗ tai trong nhất thời không biết là khen cậu hay là gì nữa khen đậu phụ thối thối là khẳng định cậu đúng không lâm chu dừng xong xe bán hàng sau đó đốt lửa đun sôi dầu mấy khách hàng thuận theo lẽ thường bắt đầu xếp hàng chờ thùng vừa mở ra, vị thối tuyệt vời đó giống như con ngựa hoang thoát cương, nháy mắt thổi quét cả hiện trường. Trong nháy mắt người đi đường ngang qua phụ cận đều bịt kín mũi, hoảng sợ nhìn xung quanh. Loại đậu phụ thối mới dùng nước kho lên men ra, mùi vị thật sự vô địch. Lâm Chu đứng gần, mở nắp ra trong nháy mắt cũng cảm giác xông lên não, lúc mùi vị quá đậm đà thì có cảm giác hung mắt. Giống như hóa thành thực chất. Cũng may có khẩu trang làm giảm sóc, không bị thối đến mức ho khan. Trong đội ngũ, trừ những người hoa kiều, một đám như si như mê ngửi mùi vị này. Dây đầu tiên hai người nước ngoài còn lại phải lấy khẩu trang ra, đeo lên giống Lâm Chu. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản được mùi vị, nhưng nhiều ít có thể ngăn cách một chút. Nhìn thấy những đậu phụ thối, ánh mắt của những hoa kiều đi theo qua cũng trừng lớn. Mùi vị này dễ chịu quá. Chứ còn gì nữa, mùi vị này rất lâu chưa được ngửi lần trước về nước ăn quán xiên que ven đường đậu phụ thối ở đó không thối chút nào ăn vào miệng không khác gì đậu phụ chiên không có gì đặc biệt không giống đậu phụ thối này ngửi là biết ngon rồi nó rất thối tôi rất yêu lâm chu nhìn đám hoa kiều này giống như biến thái từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt say mê ngửa mặt ngửi mùi thối trong không khí thật sự không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt dáng vẻ này của bọn họ thật sự khác biệt quá lớn với người xung quanh dẫn đến người đi đường ngửi được mùi thối sau khi tìm được nơi tỏa ra mùi, thấy cảnh tượng như vậy ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Bọn họ bịt mũi, nhanh chóng chạy đi. Khóe miệng Lâm Chu co giật, cứ cảm thấy cậu đánh giá bị xấu rồi. Giờ bày quầy hàng rất nổi tiếng, bạn bè trong nước nói với tôi trong nước có ông chủ bày quầy hàng rất hot, bày quầy hàng khắp nơi, một đám người đuổi theo phía sau, mỗi cuối tuần đều sẽ đổi nơi bày quầy hàng, không ngờ nước ngoài cũng có thể nhìn thấy quán ven đường. Lâm Chu, có khả năng đều là cậu thì sao? Lâm Chu nghe bọn họ nói, không hé răng. Chờ dầu trong nồi bắt đầu nóng lên, nổi lên bọc lăng tăng thì chứng minh đậu phụ thối có thể thả vào trong nồi. Sau khi Lâm Chu điều chỉnh xong độ lửa bèn dùng kẹp gấp từng miếng đậu phụ thối vào trong chảo dầu. Mặc dầu vốn tĩnh lặng, nhất thời nổi bọc dữ dội, xèo xèo dâng lên lại vỡ ra biến mất, cứ lặp lại như vậy. Thẳng đến khi đậu phụ thối màu xám trở nên đen hơn, từng miếng bắt đầu nổi lên trong mùi thối tấn công dữ dội cũng có thể ngửi được chút mùi thơm của dầu chiên mùi vị tại hiện trường càng phong phú hơn lâm chu canh chuẩn độ lửa lấy cái môi vớt tất cả đậu phụ thối trong chảo ra trong mâm nhất thời có thêm một đống đậu phụ đen tuyền phồng lên lớp dầu bóng loáng cực kỳ mê người đậu phụ thối là món ăn có màu đen tuyền hiếm thấy không có cảm giác thèm ăn gì nhưng rất nhiều người thích ăn ngay sau đó Lâm Chu vừa múc đậu phụ thối cho các khách hàng, vừa chiên chảo đậu phụ thối tiếp theo. Lấy bao nhiêu? 10 đô một phần, một phần năm miếng. Lâm Chu cầm bát nhỏ dùng một lần mở miệng nói. Lấy 5 phần tôi ăn trước. Một chảo đậu phụ thối cũng chỉ đủ 3 khách hàng ăn, cũng may chảo đậu phụ thối tiếp theo cũng gần như ra lò. Charlie ngửi mùi đậu phụ thối, sổ rất vui vẻ. Bọn họ tới nguồn lúc này còn chưa đến lượt bọn họ. Charlie chỉ có thể trông mong nhìn khách hàng phía trước đang ăn. Chủ nhân đứng ở đuôi hàng gọi điện thoại. Nó bị đậu phụ thối hấp dẫn, bước đến trước mặt cao tiễn ngư. Có thể là còn có ấn tượng đối với cậu ta. Charlie kéo dây thường đi đến trước mặt cậu ta, trong mắt tất cả đều là khát khao về đậu phụ thối, đôi mắt trông mong ngồi sổng trước mặt cậu ta. Khát vọng trong mắt hóa thành nước miếng, từng giọt nhiễu xuống sợ tuột tay, cậu ta còn nhìn chiều dài của sợi dây, sợ đậu phụ thối bị chó một miếng ăn mất, cách một khoảng dụ dỗ nó, khiến con chó có thể nhìn thấy lại không thể ăn, làm Charlie thèm muốn chết. bạn cùng phòng bên cạnh cũng đang ăn đậu phụ thối, nhìn dáng vẻ của cậu ta, thật sự nhất thời không phân biệt được ai là chó. người lớn to đùng làm việc này, đợi cho chủ nhân của Charlie nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy dáng vẻ không đáng giá tiền của Charlie. Đôi mắt trông mong nhìn một miếng đậu phụ thối. Ánh mắt động tác di chuyển theo đậu phụ thối. Cao Tiễn Ngư cầm đậu phụ dơ lên cao. Sau đó Charlie nhảy lên trên, muốn cướp miếng đậu phụ thối kia. Chủ nhân quả thực chướng mắt, bắt đầu thu dây trở về. Charlie bị túng ẵn ẵn lui về phía sau, sau đó vẫn còn nhảy, muốn cướp đậu phụ thối. Cao Tiễn Ngư bị nó chọc cười há há sau đó đối diện với ánh mắt u oán của chủ nhân chú chó thì muộn màng nhận ra cảm thấy xấu hổ. Cậu ta nhìn bốn phía, không chỉ bạn cùng phòng còn có các khách hàng khác, tất cả đều một lời khó nói hết nhìn cậu ta. Cậu ta nhất thời cũng không hé răng, vùi đầu ăn đậu phụ thối. Vì phòng ngừa không đủ ăn, mọi người mua xong đậu phụ thối đều không đi, đứng ở bên cạnh ăn hết miếng này đến miếng khác nhét đầy cả miệng, nhai nuốt từng miếng to. Đậu phụ thối nhưng thơm, Chiên giòn cháy, bên trong còn mềm mịn, thật sự mỗi một miếng đều là hưởng thụ. Niềm an ủi to lớn cho những dạ dày hoa quất bọn họ. Hiếm khi ăn được những món ngon này, mọi người không chỉ ăn còn phàn nàn. Thật sự quá ngon, tôi cảm giác bản thân sống lại, nhớ tới ngày tháng trong nước. Ở nước ngoài, tôi gọi một phần súp gà cũng phải ăn tận mấy ngày. Ngày đầu tiên ăn súp gà kết hợp với cơm, ngày hôm sau ăn phần súp gà còn lại với mì ngày thứ ba không còn súp gà nhưng còn nước dùng, thì lấy chan cơm ăn cũng là một bữa. Thảm, thảm quá mà. Tôi cũng có khác gì đâu, người bình thường ai ăn nho thối chứ. Trước đó tôi thèm ăn nho, nước ngoài không mua được, tôi lại không thích ăn loại nho ở đây nên lên mạng đặt mua. Kết quả lúc vận chuyển tới rất nhiều quả bị hỏng, tôi cũng không nỡ bỏ quả nào, biến vị cũng ăn. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người còn lại, du học sinh xua tay như thể không nhằm nhò gì không sao đâu ăn vào cũng ứ chết được trước đây tôi còn ăn cả bánh mì mốc nửa cơ chỉ cần cạo hết lớp mốc ra rồi ăn tiếp là đâu lại vào đấy ngay sống đến từng này tuổi đúng là chẳng dễ dàng lâm chu ném ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu ta dạ dày sắc nha ăn như thế mà còn không bị bệnh xem ra những du học sinh này sống ở nước ngoài cũng không được tốt cho lắm sao trước kia cậu lại cảm thấy cuộc sống của du học sinh đều là ngợp trong vàng son nhễ lâm chu chả hiểu kiểu gì chỉ đành nhìn mọi người ăn đậu phụ thối hết phần này đến phần khác nói tới đây tự dưng tôi tỉnh cả ngủ cháu bác bảo tôi nấu tuyệt cá là vời nhá ai ăn rồi cũng khen ngon bảo có mùi vị quê nhà một du học sinh trong đó không cần suy nghĩ đã bắt đầu khoe khoang tài nghệ nấu nướng của mình cậu ta dựa vào một bát cháo bát bảo mà bộc lộ tài năng giữa đám bạn học trở thành người được hoan nghênh nhất đi đến đâu chém gió đến đấy vậy so với đậu phụ thối của ông chủ thì sao thấy cậu ta cứ khoe khoang cháo bát bảo của mình vô địch thiên hạ những người còn lại tỏ vẻ cực kỳ tò mò và thèm thuồng thứ cho nhóm hoa kiều bọn họ quả thật là ăn uống ở nước ngoài chẳng thấy ngon lành tẹo nào nghe cái gì cũng không nhịn được chảy nước miếng tuy không thể sánh bằng đậu phụ thối của ông chủ nhưng tôi dám nói cháo bác bảo của tôi ăn đứt mấy tiệm đồ ăn sáng bên ngoài nhé cậu thanh niên tràn trề tự tin tôi nói các anh nghe trước đây tôi dựa vào tay nghề nấu cháo này mà cô dính em bạn gái của tôi đấy lúc ẻm bị bệnh tôi đã nấu một nồi cháo bác bảo mang qua sau khi em ấy nếm thử thì vô cùng ngạc nhiên thế là chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó thật hay giả đấy trong lúc thảnh thơi ăn đậu phụ thối mọi người bèn nghe cậu ta khoác lác thật đúng là khơi gợi lòng tò mò của người ta mọi người đổ dồn ánh mắt vào trần lạc giọng điệu của cậu ta đầy tự hào từ trước đến nay nói về cháu bác bảo thì không ai bì nổi cậu ta dựa vào món cháu bác bảo này cậu ta nhanh chóng được nhóm du học sinh hoa quốc trong trường tôn sùng là thần bếp nghe trần lạc nói vậy cao tiễn ngư rất hâm mộ một sát thủ phòng bếp chính hiệu như cậu ta mà muốn tự nấu ăn thì. Xác định miễn bàn, anh bạn, cậu tên gì? Học trường nào, kết bạn cái nhoa? Khỏi phải nói, tâm tư muốn ăn trực hiện rõ rành rành trên mặt cao tiễn ngư. Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra vẻ thèm ăn ấy. Trần Lạc không bất mãn gì với chuyện này, thêm người nếm được tay nghề của cậu ta thì danh tiếng thần bếp lẫy lừng sẽ càng lan rộng trong giới du học sinh như thế lại càng hợp với mong đợi của cậu ta có thể khoe khoang tài nghệ của mình nghe mọi người tân bốc cậu chàng cực kỳ thích thú tôi tên trần lạc lâm chu chiên đậu phụ thối chợt nghe được mới nãy nhóm người này còn đang thảo luận bản thân sống khổ cỡ nào quay đi quay lại đã chuyển thành ngày mai cậu trai này sẽ mang cháo bác bảo do chính tay cậu ta nấu đến cho mọi người nếm thử he he đến lúc đó ông chủ cũng nếm thử xem đậu phụ thối do ông chủ làm ăn ngon như vậy anh nhớ cho chút ý kiến nha khi đó mọi người đều phải đến đấy trần lạc đúng là quan tâm chu đáo không sót ai chẳng những chào hỏi hết một lượt các du học sinh có mặt ở hiện trường thậm chí còn hỏi thăm luôn cả hai người nước ngoài kia nhiệt tình mời mọi người ngày mai đến nếm thử cháo bác bảo do cậu ta làm có thể trở thành khách quen đều là người cực kỳ thích ăn đậu phụ thối không cần trần lạc nói nếu lâm chu còn bày quầy bán thì mọi người nhất định vẫn sẽ đến trong lúc nhất thời trần lạc quẳng luôn cả chuyện ăn đậu phụ thối sang một bên định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn ngay lập tức đây chính là thời cơ tốt để cậu ta phát triển thanh danh lan rộng khắp phạm vi ngoài trường học nếu tiếng tăm món cháo bác bảo của cậu ta có thể vang xa trong giới du học sinh đó sẽ là chuyện phấn chấn lòng người cỡ nào trần lạc chỉ tưởng tượng thôi đã nóng lòng rạo rực cả người à các cậu ăn phần của tôi trước đi tôi về mua nguyên liệu đã mai sẽ mang đến cho các cậu nếm thử cậu ta nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi như làn khói trong số mấy người họ ai mà chẳng gọi trước mấy phần đậu phụ thối rồi đứng ăn ngay tại chỗ ăn xong cảm thấy chưa đã nghiền lại đi đến cuối đội ngũ xếp hàng mua đậu phụ thối ăn tiếp cái mùi hương đặc biệt của món đậu phụ thối này người nào thích ăn sẽ cực kỳ say mê còn đã không thích thì dù có là một miếng cũng không thẩm nổi những người này vừa quan sát vừa muốn cộng thêm mấy cái bắp ở nước ngoài cả đám đều dùng tư thế ăn cơm để ăn đậu phụ thối không có màng thầu bánh bao không nhân lại không muốn lãng phí nước sốt bèn mua thêm mấy ổ bánh mì ba ghét chấm vào nước sốt ăn nốt lâm chu nhìn cách ăn thần kỳ của họ thì vẻ mặt hết sức nghi ngờ nhìn không hiểu thật sự không thể hiểu nổi nhìn mấy cái bánh mì pháp được cắt như cưa gỗ mỗi nhát dao cắt xuống đều phát ra những âm thanh rất chói tai vụn bánh còn rơi rụng lả tả quá ư là thô rác thật sự khiến người ta phải nghi ngờ răng nào mà nhai nổi mấy cái bánh mì pháp này đây trời hoa kiều một lòng cắt bánh mì pháp không dễ gì mới cắt ra được một miếng vừa ngẩng đầu đã thấy ông chủ bán đậu phụ thối đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú ông chủ anh muốn nếm thử không tôi nói anh nghe mùi vị được phết đấy. Nói xong, anh ta hưng phấn cầm bánh mì pháp lên, muốn đưa cho Lâm Chu. Không không không. Tôi không thích ăn bánh mì pháp. Cái này cứng lắm, nhai mỏi cả răng. Từng. Câu này đúng là không thể phản bác. Lúc ăn bánh mì họ cũng chấm vào nước sốt cho mềm, dễ nhai. Hoa Kiều tiếc núi thu hồi tay, trong lòng lại cảm thấy hâm mộ. Nếu ông chủ đã có thể làm ra món đậu phụ thối ngon thế kia, Vậy kỹ thuật nấu nướng chắc chắn rất giỏi, muốn ăn cái gì đều có thể tự mình làm. Không giống họ, không biết tự nấu nướng, chỉ có thể ăn mấy món đơn giản. Hai. Phối thêm đậu phụ thối, bánh mì baguette cũng trở nên ngon lành hơn nhiều. Tôi cảm thấy ăn kèm với màng thầu sẽ càng ngon hơn, kẹp đậu phụ thối ở giữa đảm bảo thơm lừng luôn cho xem. Đậu phụ thối của Lâm Chu không phải loại chiên khô, vừa cắn vào đã cảm nhận được mùi vị đậu nành tràn ngập khoang miệng. Lớp ngoài được chiên xốp giòn, phồng nở kết hợp với đậu phụ trơn mềm bên trong vẫn giữ được kết cấu láng miệng, mềm mại vốn có của đậu phụ cũng có mùi thơm cháy giòn rụng của phần vỏ ngoài, ngon đến mức ăn không thể ngừng miệng. Chứ gì nữa, rau mùi ở trong thơm phức, hợp với đậu phụ thối cực. Ông chủ lấy thêm hai phần cho vào một bát đi. Tôi ăn hết nổi rồi, bụng hơi căng nha. Ông chủ đóng gói tôi hai phần để chung luôn nhá đến tối tôi đói bụng sẽ hâm nóng lại ăn cùng mì. À phải rồi, suýt nữa thì quên mất. Ông chủ, tôi cũng muốn gói hai phần cho bữa tối nữa. Lâm Chu gật đầu, tiếp tục chiên chảo tiếp theo. Đến khi bán hết số đậu phụ thối đã mang ra, Lâm Chu dọn hàng về nhà. Ngày hôm sau, lúc Lâm Chu lần nữa mang đậu phụ thối ra bày quầy bán, từ xa đã thấy một cốc người tụ tập cầm cốc dùng một lần trong tay, đang hút thứ gì đó, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khen ngợi có ai đến dành miếng ăn à lâm chu hơi nghi ngờ đang nghĩ có cần đổi chỗ bày quầy bán hàng không thì chợt thấy trần lạc cũng đã bắt gặp cậu ông chủ ở đây nè lâm chu nhìn thấy khách hàng quen thuộc đang vẫy tay chào cậu thì vội lái xe ba bánh qua cậu đến gần mới nhận ra không phải có người đến dành miếng ăn mà là mọi người đang tụ lại ăn cháo bác bảo trong tay mỗi người đều có cháo bát bảo được chứa trong cốc dùng một lần do Trần Lạc mang đến, trông có vẻ rất ngon, ai cũng cười tươi roi rói. Ông chủ, anh đến rồi à? Mau tới nếm thử cháo bát bảo mà tôi kỳ công chế biến nào, mọi người ăn xong đều khen ngon đấy. Lâm Chu vừa bước xuống từ xe ba bánh thì Trần Lạc đã đưa ngay cho cậu một cốc cháo bát bảo, cầm cốc cháo còn ấm trên tay có thể ngửi thấy mùi vị thơm ngọt. Nhìn dáng vẻ tự tin của Trần Lạc, còn có nhóm khách hàng đang tấm tắc khen ngợi món cháo bác bảo cạnh đó lâm chu cảm thấy hơi kỳ lạ cậu ngờ ngợ nhìn trần lạc ông chủ anh mau nếm thử đi thứ này khiến tôi nhớ đến hương vị quê nhà quá rất quen thuộc luôn thật đấy cao tiễn ngư đã hút tận ba cốc cháo kể từ khi ra nước ngoài lâu lắm rồi cậu ta không được ăn món cháo bác bảo ngon như vậy mùi vị giống hệt cháo bác bảo trong ký ức của cậu ta dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lâm Chu cầm cốc cháo bác bảo dùng một lần lên, hấp thử một ngụm. Giờ thì vụ án đã sáng tỏ, đây chẳng phải chỉ là món cháo được cho thêm cháo bác bảo đóng hộp bán sẵn trong siêu thị vào nấu lên à, mùi vị cháo đã bị pha loãng nên mọi người không nếm ra ngay được, thế nhưng cái lưỡi của cậu lại cảm nhận được chỉ trong tích tắc. Có phải cậu đã cho thêm cháo bác bảo đóng hộp vào nấu chung không? Câu nói của Lâm Chu khiến Trần Lạc ngớ ra. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt. Đậu xanh, sao anh biết hay vậy? Trong lòng Trần Lạc Giang đầy bão tát mưa sa. Bấy lâu nay, cậu ta lăn lộn giang hồ dựa vào món cháo bát bảo này đều không bị ai phát hiện ra mánh khóe. Sao đến lượt ông chủ bán đậu phụ thối lại lộ ngay thế hả? Chẳng lẽ là người trong nghề có tài nghệ nấu nướng tốt hơn nên cậu ta không lừa nổi ư? Nghe Lâm Chu nói, nhóm cao tiễn ngư vô cùng ngạc nhiên bọn họ vừa khen món cháo bác bảo này lên tận mây xanh hóa ra là pha thêm cháo bác bảo đóng hộp vào à bảo sao món cháo bác bảo này quen thuộc như vậy thử hỏi có ai lớn chừng này rồi mà chưa từng ăn món cháo bác bảo có mặt khắp các phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy chứ nó là lương thực dự trữ của rất nhiều người đấy là món bọn họ ăn từ nhỏ đến lớn không ngờ còn có thể ăn kiểu này hay lắm bởi tôi nói sao mà mùi vị cháo bác bảo này quen đến vậy anh đúng là thiên tài sao nghĩ ra được cách này hay thế anh làm vậy khiến tôi nhớ đến một thao tác từng đọc được trên mạng trước đây pha thêm gói gia vị mì tôm vào thì chính là một bát súp gà trần lạc ngượng ngùng cười trừ he he chỉ cần ngon là được rồi ai quan tâm cách làm thế nào chứ đúng không với lại nhờ có thêm cháo bác bảo vị ngọc mới được pha loãng một chút còn có mùi vị tươi ngon của nguyên liệu nên rất giống hương vị quê nhà trần lạc hăng hái khoe khoang món cháo bác bảo bản thân nấu được nghe cậu ta ăn nói hùng hồn lâm chu lặng lẽ ăn hết cốc cháo trong tay sau đó cậu bắt đầu bày quầy hàng mùi đậu phụ thối lan tỏa nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người lâm chu đã bán hàng trước tháp sắt liên tiếp mấy ngày dù sao thì nơi đây cũng là một địa danh nổi tiếng khách du lịch và người đi đường qua lại không ít mùi vị kia vừa bay ra mọi người lập tức thuần thục bịt mũi lại nhìn thấy một chiếc xe bán thức ăn thối như vậy mà vẫn tấp nập người đứng xếp hàng rốt cuộc mấy người này đang chờ đợi điều gì đây họ vốn không hứng thú với đồ ăn thối thế này nhưng ngày nào cũng có rất nhiều người đến xếp hàng làm họ thấy hơi tò mò làm người ta cầm lòng không đặng muốn nếm thử xem rốt cuộc món ăn thối mà nhiều người vẫn xếp hàng mua như vậy có mùi vị thế nào vì vậy hai cô gái nước ngoài xinh đẹp đã bước đến cuối hàng rồi bắt đầu xếp hàng hầu hết những người đến xếp hàng đều là người trong nước đột nhiên có hai cô gái nước ngoài bước đến quan trọng là họ còn khá xinh đẹp chẳng phải sẽ rất thu hút ánh nhìn à đối với người hay vật đẹp mắt mọi người đều không tránh khỏi nhìn thêm vài lần lâm chu đứng sau quầy hàng chăm chỉ chiên đậu phụ thối nhìn những miếng đậu phụ tưởng chừng như cứng trắng nhưng khi thả vào chảo dầu nóng được chiên trong nhiệt độ cao thì chỉ chốc lát đã chuyển từ màu xám sang màu đen sau đó dần dần phồng lên cho đến khi nổi hết lên trên mặt chảo chen chúc nhau đến mức không nhìn thấy lớp dầu nóng bên dưới những khách hàng đứng trước quầy hàng nhìn vào mấy miếng đậu phụ cơn thèm thùng tức khắc biến thành nước miếng không ngừng tiết ra trong khoang miệng ông chủ nói thật chứ đậu phụ thối của anh làm đúng chuẩn luôn tôi dám nói ngay cả trong nước cũng ít có hàng quán nào làm được đậu phụ thối ngon như vậy không nói đến mùi thối nồng nặc, quan trọng là sau khi chiên vẫn giữ lại một chút mùi thối, còn có mùi thơm của đồ chiên rán. Tuyệt thật đấy. Đặc biệt là đối với những người thích ăn đậu phụ thối như tôi, thật không thể cưỡng lại được mà, ăn một phát là ghiền tới nóc. Đúng đấy, tôi lớn chừng này rồi mà chưa từng ăn món đậu phụ thối nào ngon như vậy. Ông chủ, anh sẽ bày quầy bán hàng luôn mà đúng không? Không dám tưởng tượng giờ tôi ăn quen rồi bỗng một ngày nào đó không được ăn nữa thì biết làm sao. Lâm Chu nghe câu này, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng. Bảo cậu trả lời thế nào đây, chuyện này phải xem tình hình đã. Bây giờ Lâm Chu cũng không dám nói chắc. Vì nhiệm vụ hệ thống ngẫu nhiên đến mức tàn nhẫn, có khi tuần tới vẫn ở cùng một nơi cũng không phải chuyện không thể. Vậy nên trong tình huống không thể chắc chắn thì lâm chu sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời khẳng định để tránh bị vã mặt nghe lâm chu nói vậy những khách hàng vốn chỉ đang tán gẫu linh tinh đều trợn tròn mắt nghe lời này xem không lẽ anh bán vài ngày rồi không bày quầy hàng nữa hả ông chủ anh không thể tùy hứng như vậy được không có đậu phụ thối của anh thì chúng tôi biết sống thế nào đây rút lại ngay đi tôi không thích nghe mấy lời này đâu ông chủ cầu xin anh cứu vớt mấy đứa nhỏ này với không có anh thật sự không xong mà lâm chu lặng lẽ chiên đậu phụ thối mà không nói gì khiến những khách hàng này vô cùng sốt ruột ông chủ anh có điều gì khó nói à là vấn đề visa hay gì đó hả anh nói ra đi tôi xem thử có thể giúp được gì không tuy tôi chỉ là học sinh nhưng tôi có thể tìm ba tôi mà đúng vậy ông chủ có vấn đề gì mọi người cùng giải quyết tôi cũng có thể giúp, tôi có tiền. Nghe những lời lẽ quan tâm của khách hàng, khóe miệng Lâm Chu giật giật. Tính ra họ cũng tốt bụng phết, không phải, tôi thích bày quầy bán hàng khắp nơi, mỗi lần lại bán một món khác nhau. Nghe xong lời giải thích của Lâm Chu, Trần Lạc đứng trong đám đông xoa đầu. Sao lại giống hệt những gì bạn gái cậu ta từng nói về ông chủ Lâm thế nhỉ, anh có phải là ông chủ Lâm bày quầy bán hàng ngẫu nhiên mỗi tuần không? Trần Lạc hỏi xong, đến lượt lâm chu im lặng chẳng lẽ danh tiếng của cậu đã lan ra đến tận nước ngoài rồi cơ à sao cậu lại không biết nếu không có ông chủ lâm thứ hai bày quầy bán hàng ngẫu nhiên thì người anh nói đến chắc đúng là tôi đấy trần lạc đã từng nghe bạn gái phổ cập kiến thức hơn nữa bạn gái còn về nước sớm vì ông chủ lâm này chỉ để nếm thử món ăn đường phố nổi tiếng của anh ấy trong nước bây giờ anh lại nói với tôi rằng ông chủ lâm đã ra nước ngoài trần lạc sững sờ nhìn Lâm Chu với vẻ mặt không thể tin được. Ông chủ, anh tên Lâm Chu à? Nhìn dáng vẻ ngẩn người của Trần Lạc, Lâm Chu bất lực tháo khẩu trang xuống. Đúng vậy, cậu ở nước ngoài cũng biết tôi hả? Trần Lạc đã từng xem ảnh của Lâm Chu, bây giờ khi cậu tháo khẩu trang xuống, cậu ta lập tức nhận ra ngay. U là trời, anh thật sự là ông chủ Lâm này. Trần Lạc nhất thời không quan tâm đến đậu phụ thối nữa, Cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra mở giao diện tin nhắn với bạn gái, lướt một lát đã thấy video quay cảnh ông chủ Lâm bày quầy bán hàng mà bạn gái gửi đến. Người trong video không khác gì người đang đứng trước mặt cậu ta. Vẻ mặt kích động của cậu ta khiến mọi người xung quanh ngơ ngác. Đặc biệt là những gì bọn họ nói làm người nghe chẳng hiểu mô tê gì. Các anh đang nói gì thế? Ai đó có thể giải thích cho tôi biết ông chủ Lâm mà các anh nhắc đến là ai không? loại tin tức này chỉ có bọn họ hiểu còn những người khác thì không đúng là khiến người khác sốt hết cả ruột làm người ta nhìn mà vào đầu bứt tai người nào người nấy hận không thể làm rõ đầu đuôi mọi chuyện ngay lập tức trần lạc cũng là một người thích giải đáp thắc mắc cho người khác thấy mọi người đều rất tò mò cậu ta nhanh miệng mô tả sinh động những chiến công của ông chủ lâm mà mình nghe được từ bạn gái lâu lắm rồi lâm chu mới cảm thấy ngượng ngùng như vậy nghe người ta khen ngợi chiến tích của mình ngay trước mặt thật sự xấu hổ quá đi tôi nói mọi người biết này ông chủ lâm nổi tiếng lắm luôn trong nước đã nổi tiếng đến mức không ai không biết mọi người trên mạng đều tìm kiếm tung tích của ông chủ lâm khắp nơi chỉ để được ăn món ngon anh ấy nấu một lần bạn gái tôi thèm mấy món của ông chủ lâm được đăng trên mạng lắm tuần trước cô ấy mới về nước chính là vì tìm ông chủ lâm ai ngờ anh ấy lại ra nước ngoài rồi hê hey hê hey tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi nói cho bạn gái biết tin này chắc ẻm sẽ tức đến phát khóc mất hèn gì bạn gái tôi muốn ăn mấy món do ông chủ lâm làm đến vậy hóa ra là vì anh ấy nấu ngon quá xá trần lạc vừa nói vừa không quên ăn đậu phụ thối cậu ta đã nghe người khác kể về những sự tích này của lâm chu đống tin đồn trên mạng khó tránh khỏi bị nói lố lâm chu nghe đến mức ngượng đỏ cả mặt không nhịn được giả vờ tất bật khi con người ta xấu hổ sẽ luôn tỏ ra rất bận rộn. Nhưng sau đó Lâm Chu nhận ra chuyện bại lộ danh tính cũng vừa vặn đổi hướng chủ đề, khiến mọi người không còn xoắn suýt việc cậu bày quầy bán hàng nữa. Nghĩ vậy, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Khách hàng nghe Trần Lạc giới thiệu, ánh mắt nhìn Lâm Chu càng thêm sáng rực, cứ như nhìn nhân vật lớn nào đấy. Không ngờ ông chủ có lai lịch lớn thật á nha. Tôi nói rồi mà. Đậu phụ thối ông chủ làm ăn ngon như vậy, chắc chắn không phải người vô danh tiểu tốt mà hai người đàn ông ngoại quốc đứng giữa hàng và hai cô gái người nước ngoài ở cuối hàng không hiểu nhóm người hoa quốc đang nói chuyện gì bọn họ vô cùng bối rối khi nhìn thấy mọi người đều đang hưng phấn hai người đàn ông ngửi được mùi thơm trong không khí chỉ muốn nhanh chóng ăn đậu phụ thối đậu phụ thối đã trở thành món ăn họ yêu thích nhất giờ thì khẩu vị của họ bị chiều hư rồi bắt đầu cảm thấy rất nhiều món ăn hàng ngày đều chán ngắt còn chẳng ngon bằng đậu phụ thối của hoa quốc liên tiếp mấy buổi chiều lúc nào họ cũng nóng lòng xếp hàng chờ mua đậu phụ thối càng ăn càng nghiện cái mùi thối này cứ thế khiến vị giác hiện tại của họ có vấn đề cho rằng những thứ có mùi thối chắc chắn ăn ngon hai người đàn ông cùng thích ăn đậu phụ thối từ đó hợp rơ rồi kết bạn với nhau bởi vì chỉ có hai người họ là người nước ngoài trong hàng muốn không thân cũng khó còn hai cô gái đến sau bọn họ chỉ chăm chăm vào đậu phụ thối, nào rảnh quan tâm mấy chuyện khác. Đến khi hai cô gái chịu đựng mùi thối, mua được hai phần đậu phụ thối xong mới mặt mày nhăn nhó, xin miếng đậu phụ thối bỏ vào miệng. Cô gái có mái tóc xoăn dài màu vàng trong đó ăn một miếng đậu phụ thối, tráng nhịn mùi thối nhấm nháp hai lần, hai mắt bỗng sáng rỡ. Trời ơi! Món gì mà ngon thế? Thơm phức luôn. Cô vừa dứt lời thì cô gái còn lại che miệng muốn nôn. Cô tỏ vẻ như ăn phải phân, lấy một cái bọc từ trong túi sách ra rồi bắt đầu nôn quẹ. Có lẽ tiếng nôn quẹ của cô quá nổi bật so với những âm thanh mọi người đang thưởng thức đậu phụ thối một cách ngon lành. Tất cả khách hàng đứng trước quầy đều nhìn sang. Thấy dáng vẻ của cô, người đi đường càng bịt chặt mũi. Bạn cô gái thấy vậy lập tức không để ý đến đậu phụ thối trên tay nữa. Bạn yêu à, cậu sao đấy? Cô đang ăn món đậu phụ thối rất ngon miệng lúc này cô thậm chí còn không hề nín thở ngược lại hơi chìm đắm trong đó nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình cô cảm thấy rất khó hiểu thối quá khó ăn kinh khủng đối mặt với tình huống này lâm chu và những du học sinh có mặt đều thấy đây là chuyện rất bình thường món đậu phụ thối do ông chủ lâm làm chính tông như vậy chắc chắn sẽ có cả người thích lẫn không thích trong nước cũng thế ngay cả đậu phụ thối phiên bản đỡ thối hơn mà có vài người chỉ vừa ngửi được tí mùi thôi đã không chấp nhận nổi, đừng nói chi đến người nước ngoài. Ăn không quen vẫn rất bình thường. Sau đó, cô gái tóc xoăn dài màu vàng chiếm được hai phần đậu phụ thối. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại ngồi sổng ở ven đường ăn đậu phụ thối có thứ mùi kinh khủng, những người đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong mắt họ hiện rõ vẻ khó hiểu. Đây là món gì mà thối khiếp thế? ôi trời ạ à, đây mà là đồ ăn á hả thứ thối như phân thế này mà cũng có người ăn ngon lành đến vậy ư rốt cuộc là món gì đây tôi cũng muốn nếm thử hiệu ứng do người đẹp mang lại có thể áp dụng ở khắp mọi nơi đặc biệt là khi có cô gái xinh đẹp ngồi ven đường ăn một món vô cùng thối đã vậy còn ăn ngon lành lại càng tạo nên cảm giác trái ngược khiến người ta không khỏi tò mò nhờ thế mà có nhiều người muốn nếm thử hơn lâm chu nhanh chóng bán hết số đậu phụ thối mình mang đến ồ oh quao wow, bán hết đậu phụ thối hôm nay rồi thấy nhóm khách hàng còn chưa ăn no lâm chu nhìn vào chiếc hộp đựng nguyên liệu đã trống rỗng tiếc nuối chuẩn bị dọn hàng hẹn gặp lại ông chủ lâm vào ngày mai nhé ngày mai tôi sẽ dẫn thầy tôi đến đây nếm thử món ngon đặc sắc của hoa quốc há há tối nay tôi sẽ nhồi nhét bù các đoạn phim trước của ông chủ lâm ế không đúng là các món ăn trước của ông chủ lâm ông chủ lâm ơi ngày mai anh vẫn đến đúng không lâm chu trả lời từng câu hỏi của mọi người sau đó cậu mới dọn dẹp quầy hàng rồi trở về lượng đậu phụ thối bán ra mỗi ngày đều vượt mức chỉ tiêu lâm chu cảm thấy ngày mai cậu nên chuẩn bị thêm nhiều đậu phụ thối hơn nữa hẳn là có thể hoàn thành luôn nhiệm vụ tuần này tuy số lượng khách không nhiều nhưng mấy người này lại ăn rất dữ nhiệm vụ được hoàn thành suôn sẻ theo cái cách mà cậu không ngờ đến lâm chu cũng khá là dở khóc dở cười cậu đoán có lẽ việc bán đậu phụ thối ở nước ngoài sẽ không đắt khách cho lắm thế nhưng chắc cũng có người trong nước đến ủng hộ lúc đầu lâm chu còn định nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ sử dụng thẻ nhiệm vụ cậu chỉ có duy nhất một thẻ từ khi nhận được đến giờ vẫn luôn cất trong ba lô hệ thống nếu không phải trường hợp cần thiết cậu thật sự không muốn sử dụng nó chút nào, giữ lại làm kỷ niệm hoặc dự phòng càng tốt hơn nhiều, không ngờ thực tế cũng gần như những gì cậu tưởng tượng. Khách nước ngoài không nhiều nhưng khách người Hoa Quốc đều ăn rất khỏe, mỗi người có thể ăn tận mười mấy phần. Khiến nhiệm vụ tưởng chừng như khó khăn trong tuần này cứ thế sắp hoàn thành rồi, trên đường về, Lâm Chu ngẫm lại cũng không nhịn được bật cười. Bày quầy bán hàng đúng là rất thú vị, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa dường như cậu vĩnh viễn không biết tuần sau sẽ bày quầy bán hàng ở đâu, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở địa điểm mới. Cuộc sống đầy ắp những điều bất ngờ và chưa biết. Ngày hôm sau, Lâm Chu ăn trưa xong thì mang theo ba thùng đậu phụ thối lớn đến dưới chân tháp hết ban bày quầy từ sớm. Cậu đến sớm nhưng những khách hàng đợi cậu ra bán còn đến sớm hơn. Có người thậm chí còn xin nghỉ phép từ trước chỉ để được ăn đậu phụ thối. Khi mọi người biết chỉ có thể ăn món đậu phụ thối ngon tuyệt này trong một tuần, tâm trạng của họ trở nên vô cùng nặng nề. Trước món ăn ngon nhưng số lượng có hạn, những chuyện khác đều không còn quan trọng, bị quản ra sao? Bởi vì theo nguồn thông tin cho thấy, nếu bỏ lỡ món ăn của ông chủ Lâm thì rất có thể sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn, không thể không quý trọng nha. Ha 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 ha, bạn gái tôi biết ông chủ Lâm ra nước ngoài thì tức tới bật khóc luôn. Tối qua lúc gọi điện thoại em đã khóc lóc đặt vé có lẽ sẽ về trong hôm nay ông chủ lâm lát nữa tôi muốn đóng gói vài phần hê hey hê hey, may mà không giới hạn số lượng nếu không tôi khó có thể bàn giao với em rồi trần lạc thấy ông chủ lâm đến lập tức bắt đầu mô tả nội dung cuộc nói chuyện phím với bạn gái cậu ta hôm qua sinh động như thật xem ra bạn gái cậu là người yêu thích ăn uống đúng là không ngại cực khổ vì ăn các khách hàng khác nghe cậu ta kể bạn gái nói đi thì đi nói về thì về đều bật thẳng ngón tay cái tuy việc này khá đơn giản nhưng lại có rất nhiều người không làm được không chỉ vì nguyên nhân tiền bạc mà còn có phần do tính cách có người thích nói đi du lịch là đi ngay cũng có người thích lo trước lo sau cân nhắc kỹ lưỡng lên sẵn kế hoạch hoặc sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi mới xuất phát còn phải nói nỗi khổ lớn nhất khi ở nước ngoài chính là không được ăn ngon đối với người thích ăn uống sinh sống ở nước ngoài mà ăn uống chẳng ngon lành gì thật sự rất khổ sở. Lâm Chu nghe nhóm khách hàng nói thế thì vội gật đầu, tuần này đúng là không giới hạn số lượng. Chủ yếu là vì quá ít khách hàng, cậu bán cũng không hết, giới hạn số lượng để thừa lại cho ai ăn chứ, chẳng qua hôm nay có rất nhiều người xếp hàng. Trong đội ngũ không chỉ có khách quen mà còn có khách hàng mới và một số người nước ngoài, trông có vẻ đông đúc hơn mấy ngày trước nhiều. Lâm Chu đun nóng chảo dầu, lần lượt lấy gia vị và nguyên liệu ra. Mùi thối quen thuộc kia lại bắt đầu lan tràn khắp các ngõ ngách. Trên ứng dụng mạng xã hội của nước họ cũng có tin đồn, mấy hôm nay ở tháp Hết Bang có người Hoa Quốc bày quầy bán đậu phụ thối, một món ăn cực kỳ nặng mùi. Ngay cả truyền thông báo chí cũng nói là quá thối, đề nghị mọi người cẩn trọng khi đi du lịch. Còn tiết lộ thời gian đại khái lâm chu ra bày quầy bán hàng. Sau khi xem tin tức, những người hoa quốc vốn không biết có quầy hàng bán đậu phụ thối đều dựa theo địa chỉ và thời gian trên bản tin để chạy đến đây đương nhiên cũng có người nước ngoài tò mò về món ăn nghe nói là có mùi cực khủng này muốn đến xem thử kết quả khi lâm chu ra bày quầy bán hàng tuy mùi thối tràn ngập nhưng người xếp hàng lại càng ngày càng nhiều trong chớp mắt đã xếp thành hàng dài lâm chu nhìn số lượng người nhiều hơn mấy ngày trước gấp mấy lần thì cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm nay cậu mang theo rất nhiều đậu phụ thối. Bằng không, cậu vừa nói không giới hạn số lượng sẽ phải tự vã mặt mình ngay. Cậu mang theo gần 400 phần đậu phụ thối, chắc là đủ rồi. Nếu không đủ vẫn có cách giải quyết. Lâm Chu tận chức tận trách chiên đậu phụ thối. Không lâu sau đã có rất nhiều người tập trung xung quanh xe quầy hàng. Vẻ mặt hưởng thụ của họ làm nhóm khách hàng nghe tiếng bà đến cực kỳ mong chờ. Sau đó, càng nhiều người ăn. Có người nếm một miếng thì không thích nữa, cũng có người mê mẩn. Nhất thời, xung quanh Lâm Chu trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người tụ tập, ai cũng cầm đậu phụ thối trên tay, ăn đầy thích thú. Không ngờ trên đời còn có thứ thần kỳ thế này, ngửi thối nhưng ăn lại thơm. Đậu phụ cũng có thể ngon như vậy, tôi yêu mỹ thực Hoa Quốc ghê. Ngon thật đấy. Tôi yêu hương vị này quá đi nhóm khách hàng người hoa quốc cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy một số người nước ngoài ăn đậu phụ thối xong đều không kìm được hô lên kinh ngạc có cảm giác tự hào và vinh dự hê hey hê hey, đây là món ngon truyền thống của hoa quốc bọn họ đấy để người nước ngoài chưa từng thưởng thức món ăn đặc sắc này được mở mang kiến thức về sự to lớn và uyên thâm của hoa quốc bọn họ một chút nghĩ tới thì ông chủ lâm ra nước ngoài bày quầy bán hàng cũng khéo thật theo tin đồn mọi người nghe được trên mạng trước đó ông chủ lâm từng đi bày quầy bán món ngon trên cả nước và được dân mạng ở khắp nơi khen ngợi gọi là trù thần đây cũng không phải do dân mạng thổi phòng trên có người lớn tuổi dưới có trẻ em chỉ cần là người may mắn từng được nếm thử tay nghề của ông chủ lâm mấy ai không khoe khoang tất nhiên khắp cả nước có nhiều khách hàng như vậy chả có ai từng ăn được các món ngon lại phải nói xạo về một quầy hàng ven đường cả hơn nữa bọn họ cũng nếm được tay nghề làm đậu phụ thối của ông chủ lâm rồi đúng thật là có một không hai khó có thể tìm thấy loại đậu phụ thối nào sánh bằng thế nên ông chủ lâm đang đại diện cho tay nghề đỉnh cao trong nước bây giờ còn ra nước ngoài bày quầy bán hàng mang mỹ thực hoa quốc hướng đến thế giới thử hỏi sao bọn họ có thể không kiêu ngạo được cho nhóm người nước ngoài này được mở mang tầm mắt đê hê hey hê hey bọn họ rất sung sướng khi nhìn dáng vẻ tấm chiếu mới chưa từng trông thấy thế giới khen lấy khen để đậu phụ thối đến mức khoa trương của nhóm người nước ngoài sảng khoái không gì bằng ông chủ lâm đỉnh của chóp thế là tại hiện trường người nước ngoài khen đậu phụ thối còn người trong nước thì khen lâm chu náo nhiệt đến mức thu hút không ít người vây xem chờ khi tin tức truyền về ứng dụng mạng xã hội trong nước nhóm khách hàng ruột trong nước mới biết tuần này ông chủ lâm vậy mà đã ra tận nước ngoài tư dân mạng lập tức gào khóc. Không lâu sau, Lâm Chu ngồi chễm chệ trên mấy cái hót sớt. Tùy tiện mở một bài đăng tin mới lên, bên dưới toàn là, a a a a, ông chủ Lâm, sao anh có thể bỏ chúng tôi lại mà ra nước ngoài bày quầy bán hàng thế? Ông chủ Lâm, còn nhiều thành phố trong nước anh chưa đến lắm mà. Sao tự dưng lại ra nước ngoài chứ? Ông chủ Lâm, không có anh, im sống thế nào đây? Ông chủ Lâm, anh không chừa lại cho tôi chút hy vọng nào hết à trước đây ở trong nước tôi còn có thể chạy một chuyến giờ anh ra nước ngoài trong khi tôi còn chưa có cả hộ chiếu thôi thế là hết ông chủ lâm ơi nhóm người nước ngoài bên kia biết cái gì là đậu phụ thối đâu anh nên đến trường sa bày quầy bán hàng này tôi khóc sắp chết rồi các nhân viên của ông chủ lâm dù là người của cao ốc tử nguyên hay nhóm chú tôn bên cạnh lâm chu thường ngày đều sẽ chú ý những tin tức liên quan đến cậu trên mạng một khi có vấn đề hoàng chính hảo chắc chắn sẽ xử lý thông qua quan hệ công chúng ngay từ khi những tin tức về địa điểm bày quầy bán hàng bị bế lên hóc xớt bọn họ đã nhanh chóng chú ý nếu không có bất kỳ bình luận ác ý nào mọi người sẽ chỉ lặng lẽ theo dõi ảnh hưởng của dư luận lâm chu vẫn chưa về Tiểu Lý và Đại Đông dẫn dắt nhóm chú Tôn xem tin mới liên quan tới việc Lâm Chu bày quầy bán hàng ở nước ngoài trên mạng. Xem hết các bình luận trên hot search thì lướt đến video quay cảnh khách hàng của ông chủ Lâm đang nổi điên. Tiểu Lý xem video không nhịn được vì cười. Cô gái trong khung hình minh họa hoàn hảo cái gì gọi là la hét, vặn vẹo, lăn lông lốc, bò toài, xoay lắc, ngo ngoe lúc lắc, lăn lộn, trường bò kịch liệt, méo mó, co giật, gào thét, lo nhoi, gầm gừ âm trầm, bò lết, phân liệt, nhảy lên bờ, quay cuồng, quằn quại, lúc nhúc, đi đứng siêu vẹo, công kích bừa bãi không phân đối tượng. Làm bất kỳ ai lướt đến video này đều cảm nhận rất rõ khoảnh khắc này cô ấy đang điên loạn. Đau, đau quá đi. Sau đó, đoạn video tiếp theo quay cảnh một người đàn ông đang nằm trên giường, nghe tin ông chủ lâm ra nước ngoài bày quầy bán hàng lập tức phun ra một búng máu có lẽ anh ta đã cho quá nhiều huyết tương vào miệng một nguồn máu văng tung tóe khắp nơi khiến người xem không nhịn được rơi lệ giới trẻ ngày nay có trạng thái tinh thần trạng tốt thật đấy khoảng thời gian này chú tôn đi theo tiểu lý lăn lộn trên mạng cũng biết rất rõ những mem đã xuất hiện xem mấy đoạn video nổi điên này dù ông thấy ngại dùng nhưng cũng có phần hiểu được đặt mình vào vị trí của họ nếu ông không được ăn món ngon do cậu chủ làm ông cũng sẽ phát điên ngẫm lại cũng có thể hiểu được tìm suốt một tuần đều không có tin tức của ông chủ sau đó vừa nhận được tin lại phát hiện ông chủ đã ra nước ngoài quá trình bày quầy bán hàng tuần này cũng kết thúc thử hỏi ai mà không điên cho được đại đông vừa nói vừa ghen tị nhìn nhóm chú tôn bọn họ đều làm việc cho ông chủ tính theo mức độ thân sơ xa gần người trong cao ốc tử nguyên các anh chắc chắn không thể thân thiết với ông chủ bằng nhóm chú tôn chăm sóc ông chủ hàng ngày. Mỗi chuyện họ có thể thường xuyên thưởng thức tay nghề của ông chủ thôi đã đủ làm anh ghen tị. Xem tin tức trên mạng, lúc cậu chủ bày quầy bán hàng đã nói hôm nay là ngày kết thúc tuần. Vậy thì ngày mai chúng ta có thể đi chơi khắp nơi rồi. Có lý. Tuần sau không biết lại đi tới đâu, có cơ hội phải chơi cho đã mới được đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài cảm thấy cũng không có gì khác biệt thật ra ngoại trừ phong cách kiến trúc hơi khác thì còn lại cũng không có cảm giác mới lạ gì mấy mọi người trò chuyện một lát rồi lại ai bận việc người nấy người này dắt chó người kia thì chuẩn bị bữa tối chờ lâm chu về nhà sau khi lâm chu về đến nhà sắc trời đã tối đen như mực trang viên đèn đuốc sáng trưng chú tôn đã làm xong bữa tối thấy lâm chu về ông lập tức bảo người giúp việc bưng thức ăn lên. Cậu chủ về rồi à? Cậu muốn dùng bữa hay tắm rửa trước? Mỗi lần Lâm Chu bày quầy bán hàng về thường có thói quen tắm rửa. Thế nên, dù là nước nóng hay đồ ăn đều được chuẩn bị sẵn từ sớm. Cháu tắm trước. Khắp người toàn là mùi đậu phụ thối, Lâm Chu vừa về nhà vội chạy vào phòng tắm ngay. Cậu chiên đậu phụ thối từ lúc bắt đầu bày quầy bán hàng tới lúc thu quầy, toàn thân sắp bị mùi thối của đậu phụ thối ướt đến ngon miệng luôn. Cứ để nguyên mùi này ngồi ăn cơm sẽ ảnh hưởng khẩu vị lắm, dù ăn ngon đến mức nào, cứ ăn hoặc ngửi mãi cũng sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, tắm rửa rồi mở phần thưởng, góp phần nâng cao tâm lý. Cậu chính là cảm thấy sẽ gặp may. Nhiệm vụ được hoàn thành, cậu đã bàn giao trên đường về. Phần thưởng đã đến tay, chỉ đợi cậu mở lên nữa thôi. Lâm chua tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa ấn mở phần thưởng của nhiệm vụ tuần này tiên chúc mừng ký chủ đã nhận được một tỷ để lại là tiền à cậu vốn nghĩ đã cất công ra tận nước ngoài thì sẽ được phần thưởng là kỹ năng hiếm lạ hoặc thứ gì đó khác không ngờ chỉ là một tỷ đây lần này không gặp may rồi lâm chu chậm rãi thở dài xuống lầu ăn cơm chủ đề trên bàn ăn tối đương nhiên là hót sớt trong nước mà lâm chu còn chưa kịp xem đều nhờ tiểu lý truyền bá. Ông chủ, tôi nói cậu nghe, lần này cậu ra nước ngoài, nhóm khách hàng trong nước đau thấu tim gan. Cả đám đều nổi điên trên mạng, kêu gọi cậu trở về đấy, tiểu lý nói rồi mở video anh đã ấn like lên cho Lâm Chu xem. Người nào người nấy đều như lũ quỷ múa loạn, suýt nữa làm Lâm Chu cười lăn cười bò. Cư dân mạng đúng là có máu hài hước. Đúng rồi, ông chủ, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi không? từ khi địa điểm bày quầy bán hàng của nhiệm vụ bắt đầu đổi thành phố liên tục, mọi người cũng không có dịp đến những thành phố kia lần nữa. Thế nên khi Lâm Chu không bày quầy bán hàng, mọi người đã hình thành thói quen, cùng nhau đi khắp nơi chơi một chút. Lần này cũng thế. Nói đến thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Chu ra nước ngoài. Hôm nay, cậu sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của nhiệm vụ để rồi thỏa tâm tư vui chơi một phen. Đi chứ. Mọi người muốn đi đâu chơi vậy? lâm chu vừa ăn vừa trả lời tiểu lý lấy cẩm nang về các điểm tham quan chính mà anh đã chuẩn bị sẵn ra máy tính bản trực tự do còn cách một khoảng nữa mới đến phần giới thiệu bằng hình ảnh và văn bản lâm chu vừa nhìn trong lòng đã nảy ra suy tính sau đó là chọn chỗ khi người ta vừa có tiền vừa nhàn rỗi tận hưởng cuộc sống mới là mục đích chủ yếu lâm chu chọn xong địa điểm chẳng cần quan tâm tới những gì còn lại hôm sau, mọi người sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, vừa ăn sáng xong lập tức lái xe xuất phát. Hai chiếc xe, Lâm Chu ngồi trên chiếc chú tôn lái, Tiểu Lý đi theo làm vệ sĩ. Trên một chiếc xe khác do Đại Đông lái có hai gì, cơm nắm và huấn luyện viên. Cả nhóm người rầm rộ ra ngoài vi vu chơi bời. Cuộc sống an nhàn, thoải mái chỉ có duy nhất một ngày. Tiếp theo lại là các loại nhiệm vụ bày quầy bán hàng mới mẻ, kỳ lạ bày quầy bán hàng hết tuần này đến tuần khác. Địa điểm rải rác trên khắp các quốc gia, đủ những nơi chốn khác nhau. Không đến 3 tháng, trên mạng ở nước ngoài cũng bắt đầu lan truyền những truyền thuyết về ông chủ lâm. Lúc này, nhóm khách hàng ruột trong nước đã khóc ngất. Trước đây chỉ cần dành ăn với fan của ông chủ lâm trong nước. Bây giờ muốn ăn món ngon của ông chủ lâm thì dù là tiền tài, vận may hay thực lực đều không thể thiếu thứ nào không có tiền sẽ không cách nào theo ông chủ lâm chạy khắp thế giới không có vận may dù phát hiện địa điểm ông chủ lâm bày quầy bán hàng cũng không mua nổi không có thực lực lúc địa điểm bày quầy bán hàng của ông chủ lâm bị lộ vì ở cách quá xa mà không đến được có dân mạng thông minh muốn chọn bạn trăm năm đã tập trung ánh mắt vào những khách hàng luôn đuổi theo sau ông chủ lâm bởi vì những người được chọn đều là nhân tài có tiền có thực lực có cả vận may tốt hơn nhiều so với việc tìm đối tượng mình không nắm rõ tình hình. Lâm Chu nghe tiểu lý nói mới biết hóa ra cậu còn có chức năng này, chỉ đành bất đắc dĩ bật cười. Ai cũng là nhân tài cả, tuần mới đã đến, trời vừa sáng, Lâm Chu đang ngủ say sưa thì bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng nhìn về phía giao diện hệ thống trong trí óc. Lúc này, cậu đã ở nước ngoài hơn 3 tháng. Trong đó, cậu chỉ về Giang Đông để đón Tết vào khoảng thời gian này cậu không nhận nhiệm vụ nào năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cậu cũng cần cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt đảo mắt đã bước sang năm thứ hai cậu đến thế giới này hết thảy mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp chỉ có hệ thống vẫn nằm ngoài dự liệu của cậu nhiệm vụ vẫn ngẫu nhiên như thế ngẫu nhiên có chỗ tốt của ngẫu nhiên trong cuộc sống đầy rẫy bất ngờ nhưng chỗ không tốt chính là hoàn toàn không có quy luật xáo trộn cuộc sống của cậu. Dù sao cũng thức giấc rồi, Lâm Chu bất đắc dĩ thở dài, ấn mở chi tiết nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuần này, đến đỉnh Everest bán 100 phần mì xào mực. Sách dạy nấu ăn, mì xào mực. Nhận hoặc từ chối. Lâm Chu. Đỉnh Everest á? Lâm Chu không thể tin nổi, đọc xong lại dụi mắt. Sau khi xác định mình không nhìn sai thì ngáo cả người. Cậu vốn tưởng ra nước ngoài bày quầy bán hàng đã là cực hạn của hệ thống. Hiện giờ, cậu còn đang phiêu bạc ở nước ngoài đây. Nào ngờ còn có đỉnh Everest đang chờ cậu. Nhất thời, cậu bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Hệ thống này coi trọng cậu thật đấy, chẳng qua, cậu thích chọn tiếp nhận khiêu chiến. Thế thì cuộc sống mới đủ đặc sắc và thú vị. Nhận nhiệm vụ, Lâm Chu lại nhắm mắt, đánh thêm giấc nữa. Làm gì thì làm, chờ cậu ngủ dậy lại nói tiếp hoàn toàn văn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha